Thời gian qua, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện lại tình trạng bán hàng rong tại các cơ sở ăn uống, ra đường chào mời khách, bán hàng rong chèo kéo khách tại các khu vực tập trung khách du lịch người nước ngoài, xin ăn gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Công Thương và Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương đã nêu ra một số khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý thực tiễn, đồng thời đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố một số giải pháp để khắc phục tình trạng, như là chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận tổ chức các đợt ra quân, cao điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, khai thác dữ liệu camera giám sát để xử lý tình trạng này, cần có chế tài quy định rõ mức xử phạt, hay vận động toàn dân hưởng ứng chủ trương của thành phố khi phát hiện người xin ăn biến tướng, liên hệ thông tin số điện thoại đường dây nóng để kịp thời xử lý.